Oh, chào cả nhà nhé, chào cả nhà năm mới nha. Hôm nay là mùng 8 rồi à, chúc cả nhà năm mới vui vẻ, con vạn sự như ý. À, hôm nay em mới làm ở kia sạc xong cả nhà ơi, đây sạc nhá, làm cỏ từ láp cả nhà ơi, rất chất lượng nhá, thép này thì vô địch rồi, có màu 28-30 phân cả nhà, 32 cái màu tròn cả nhà. Hôm nay thì khoảng 250-28 đến 300 cả nhà nhé, tùy loại, tùy to nhỏ. Chiếc cả nhà, ok luôn cả nhà, dài dặn, dài khoảng 3 ly rồi nhá, nặng hơn ký rồi nhá, sản rất là ok nhé. Mấy cái thế cả nhà, đèn túi rất là chất lượng cả nhà ơi. Rồi cho xuân năm mới làm video cả nhà ơi, em quay video ấy. Em rất nhiều hàng cả nhà, còn sản mẫu 200 nữa cả nhà ơi, 200 trong nó nhịp nhịp xe cả nhà, màu vuông màu tròn, bắt trời màu đen em màu nhỏ cả nhà, hôm nay trục thì đắt hơn cả nhà, nhỏ 200 250 ở nhà cần gì thì liên hệ ship toàn quốc nha, hiểu nha, khai xuân đầu năm mới, có quốc có đô luôn cả nhà ơi, quốc cũng 270 là 280 cả nhà, rồi chào cả nhà xuân năm mới nha, bye bye.